Ở vào thời điểm chỉ còn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đáng kỷ hợi 2019, thị trường quà tặng có sự sôi động với nhiều sản phẩm đa dạng về mẫu mã, giá thành phù hợp từng phân khúc khách hàng. Năm nay, các sản phẩm hướng đến chăm sóc sức khỏe người sử dụng cũng được đầu tư nguồn hàng từ khá sớm. Theo ghi nhận tại cơ sở trà cung đình Đức Phượng, thời điểm này đơn vị đã chuẩn bị nguồn nguyên liệu, gia tăng sản xuất để cung ứng kịp thời các đơn hàng Tết Bên cạnh đó, nhiều mẫu hộp mới phù hợp với khách hàng cá nhân, doanh nghiệp dùng làm quà tặng cũng được đơn vị chuẩn bị kỹ lưỡng. Cơ sở đã đưa ra những cái mặt hàng giống như là những hộp trà túi lọc bằng gỗ, những cái hộp trà gỗ và những cái trà hút chân không và tạo điều kiện cho người tiêu dùng có nhiều sự lựa chọn để mua trong dịp Tết. Ngoài ra, doanh nghiệp này còn triển khai nhiều chương trình ưu đãi mua sắm cuối năm dành cho người tiêu dùng. Thì trong tất cả hệ thống Bixi Comac đều có kết hợp những cái giỏ hàng làm quà tặng cho khách là trong đó là cũng có những cái giá ưu đãi và những cái giá giảm giá trong đó nên là người tiêu dùng có nhu cầu mua những cái mặt hàng và liên quan đến cái sản phẩm có ưu đãi và giảm giá thì hãy tìm tới những cái hệ thống bán như là có mắc và hệ thống bixi trên toàn quốc ngoài chức năng giải khát thông thường trà cung đình còn được biết đến với công dụng hỗ trợ và bồi bổ sức khỏe cho người sử dụng nhờ thành phần các loại thảo mộc thiên nhiên như atiso cam thảo hoa hòe đảng sâm sản phẩm phù hợp làm món quà tết ý nghĩa giúp người dùng nâng cao sức khỏe hiện khách hàng trên cả nước có thể tìm mua sản phẩm bằng nhiều hình thức khác nhau như thông qua hệ thống phân phối hoặc đặt hàng trực tuyến để được giao tận nơi khi có nhu cầu